chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Ba. Quý vị và các bạn thân mến, trong vài hôm vừa rồi Phúc Ba đã không ra được video clip, lý do là Phúc có một số công việc, và quan trọng hơn nữa là Phúc đang làm một cái sản phẩm chè Nà Thác, là chè san tuyết cổ thụ cùng một em ở trên người Dao ở trên Nà Thác. Rất nhiều loại chè nữa, quý vị và bạn có thể nếu muốn thưởng thức chè san tuyết thì hãy ủng hộ cho Phúc nhá. Phúc sẽ làm một cái sản phẩm về chè đó. Còn hôm nay thì Phúc lên kiểm tra cái ếch đó. Vài hôm vừa rồi thì mưa rất là nhiều, không biết là em Giàng đã chăm như thế nào. Hôm nay thì lên thì em Giàng lại không ở nhà đâu hết rồi. À, chào hai mẹ con. Ờ, đang làm gì đấy? Hả? Ốm à? Ồ, bắt kia bị trứng tím kia là bị sao đấy? Sơn lại đi tắm nước không bị tạm. Úi giời ơi, tắm nước à? Thôi, không được đi tắm nha. Bây giờ là nước mùa này là mưa to lắm đấy nha, sâu nữa. Thôi, nghỉ hè rồi chứ nhỉ? À, bố đi xem ngô à? Ngô trời mưa này có đổ không? Đây. Ai là ngày xưa bố em làm ở đài truyền hình à? Đây này, ông nào đấy chụp với tổng hai tổng biên tập đây, một giám đốc đài với tổng biên tập báo đấy. Không nợ, đây là anh bé thôi đấy. Cái này là anh bé tí thời xưa rồi đây. Ờ, đây mới phải là ông đây này. À, ông à, ông ngày xưa ông làm ông này à, ông đứng ở đây đây à? Ừ, là ông của em à? Của ông của Giàng chứ đúng không? Vâng. Làm ở đài truyền hình à? Không, đây là mang ảnh đi chụp thôi. Không, đây ông thấy ông chụp ở đài truyền hình chứ không? Thế sao lại đi làm gì mà có ở chụp ảnh ở đài truyền hình đấy? Đây này. Không phải đâu. Đây này, đài truyền hình chỗ cơ quan anh làm việc đây. Kia không phải ông đâu. Thế là ai đây? Thế tại sao lại có ảnh ở đây? Đây ông Tông, đây ông Tô Tuyên này này. Chả biết đây ông đấy là ai, không biết. À này. Thế đấy, đài truyền hình đây. À, sao mệt quá à? Mấy hôm nay không muốn chơi mấy rồi. Mấy không muốn chơi nữa à? Ốm mệt quá đúng không? Ai bảo đi tắm? Cô cứ rất là khủng khiếp luôn. À, và bác xuống xem ếch tin nhá. Ừ. Mấy hôm vừa rồi có chết không? Hả? Không nghe xe nói bảo chết, chắc là chưa không chết đó. À, không chết đâu nhỉ? Thế là nó lớn thế nào rồi nhá. Đấy, như vậy là em Giàng thì lại lên nương để xem ngô rồi. Phúc tự xuống xem là đàn ếch nó đã lớn hơn chưa. Mải mê làm trẻ quá để quên lên giám sát dự án khủng này thì rất là nguy hiểm. Có người bình luận rằng là sẽ rất là khó nuôi, nhưng mà thực chất thì Phúc cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Thì cũng có những người đã, và đồng chí Vân thì đồng chí cũng đã làm được rồi, thì Phúc khá là tin tưởng. Ai là thế là đã tháo. Ôi, quý vị và các bạn thân mến, là sau vài ngày nhá, Phúc chưa không lên thôi, một tuần không lên, chưa đến một tuần đâu này, bây giờ đã đen xì rồi. Ui ui, to nhanh, lớn nhanh thật. Ai già, khá đấy. Thế là ổn đấy.
Đây cho các bác xem. Ôi giời ơi, thế này là ổn rồi. Ui đen xì luôn. Vui thật. Đây các bác xem này, nó đã lớn như thế rồi nhá các bác nhá. Này này, ôi giời ơi, rất là tuyệt vời. Đấy cho các bác nhìn thấy nè. Ui dồi ôi, nó thích bám vào những cái đèo nhiều lắm. Đấy có thể là đưa những cái mô hình nhỏ nhỏ này thì có thể là đây thì không phải là mang lại cái hiệu quả thực sự nếu mà mới chỉ một chuồng như thế này thôi, mà vấn đề là chúng ta sẽ, ý tưởng của Phúc là sẽ làm cho em Giàng sẽ mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận, và mình cứ phải làm một cái gì đó thì không phải là cứ phải là nhìn thấy rồi thì mình mới làm, thì lúc đấy thì rất là khó. Có những cái mạo hiểm một chút ra là ếch, từng con ếch thì khó nuôi đấy, không phải dễ nuôi đâu. Này các bác xem nha, Phúc cho rất là gần luôn để xem này. Đấy rất là nhiều ếch, tuyệt vời. Phúc rất là vui lên đến đây nhìn thấy đàn ếch khỏe như thế, là Phúc đã phải nói là rất là vui. Đấy giờ thì chỉ cần lo phần cám trộm vía nó sẽ khỏe mạnh. Đấy, hầu như là đấy, rất là to, rất là đều nha các bác nhé. Nó chạy ấm ấm đây, đen xì xì luôn. Dùn về phía bên trên các bác có thể thấy là rất là đông nhá, hơi rung rinh một tí các bác thông cảm. Đấy đây cho các bác xem, nó dồn về một góc này nhìn rất là sướng luôn. Đấy con kia khoang nghe kêu à, có thể khẳng định được là như thế này nó đã vượt qua cái khó khăn rồi đấy. Giai đoạn này sẽ là tin tưởng rằng là sẽ hiệu quả. Rồi đây chúng ta nhìn tuyệt vời, thích bám ở trên cái đèo rất là nhiều này. Phải mạnh dạn hơn trong vấn đề là gọi là tiếp cận để mà làm. Thế thấy là xẻng tiếp từ cái hôm làm vẫn vứt như thế, mất xẻng đến lúc làm chẳng còn nữa, sẽ phải mà lên cất. Hôm nọ Phúc đã nhìn thấy rồi, còn 2-3 cái nữa cơ. Xem nào. Đấy, nó dồn vào bên góc kia đen xì xì luôn. Các bác có thể thấy là đấy, thực ra thì nó cũng không phải là quá phức tạp đâu, vấn đề là mình làm đúng thôi. Cái này nó không cần quá là cầu kỳ. Đấy có thể
làm cho những hộ gia đình mà họ thời gian họ ít không có nhiều sẽ chăm được. Rất là tuyệt vời. Rồi. Giờ bây giờ Ly sẽ Ly cho ăn à. Đúng rồi. Đấy, Ly cũng biết đấy. Các bác thấy ông đấy, ý tưởng của Phúc là sẽ cho em Ly sẽ hỗ trợ được cho bố Giàng và mẹ Giàu. Đấy. Nó cho nó ăn. Ăn đi. Ô đúng rồi. Đấy, nó nhảy lên ăn rồi đấy. Cám đây nha các bác nha. Không biết là sắp hết cám chưa. Em đã thử xem này. Rất là tốt. Giỏi lắm. Cho ăn đi. Đúng rồi. Đấy, nó ăn rất là khỏe luôn này, các bác thấy chưa? Tranh nhau ăn luôn. Đấy. Đấy, vào cái bạt, tung vào cái bạt này, cái bạt nó nảy ra. Đấy. Rất là tuyệt vời. Đi cũng có thể cho giúp bố mẹ cho nó ăn. Đúng rồi, cho nó ăn đi. Đấy, rồi. Cho nó ăn đi. Được rồi. Ly ơi. Được rồi. Khóa cái này vào, được rồi. Cho nó nhiều quá nó không ăn hết được đâu. Mai bác sẽ mang cá lên để đấy, Phúc sẽ ngày mai Phúc sẽ chọc sụt. Ngày mai thì quý vị bạn có thể xem là Phúc sẽ mang cá lên để bây giờ thì nó sẽ ếch nó sẽ thuần rồi, nó không còn lo về cái chuyện là nó sợ nữa, nó cũng khá là lành và nó cũng lớn rồi, thì Phúc sẽ mua thêm khoảng 100 con hoặc khoảng 50 con cá chép. Đó, thì sẽ cho ở phía bên dưới để ăn nốt cái phần mà nếu mà cám có không ăn hết thì nó sẽ ăn, và từ đó thì nó sẽ cái việc nuôi cá chép này thì là cũng là kép nhé quý vị và các bạn nhé, không phải là nuôi để mình tham là mình cho cả chép vào để mình nuôi để mình lấy số lượng đâu, bởi vì theo anh em nói cũng rất là đúng là cho cá chép vào ấy thì nó sẽ ăn hết cái phần cám thừa đấy, thì tránh hiện tượng là nó sẽ làm cho con ếch bị nó sẽ bị nấm, người ta cũng rất là hợp lý. Thì hôm tới thì chắc là số sau tôi cũng sẽ đi lấy 50 con cá chép. Thì quý vị ngoài kiếm những các video clip mà Phúc sẽ quay ếch thì các bác các chú các anh chị cũng có thể xem cá bơi bên dưới, thì có thể là làm cho cái clip nó sẽ sinh động hơn và sẽ hay hơn. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất là nhiều nếu mà trong cái mô hình của em Giàng mà thành công, thì như các clip video clip trước rồi thì sẽ có thầy hiệu trưởng Trung Hoa Cải sẽ đầu tư thêm tầm khoảng 5 cái lồng như thế này nữa để tương đương với 5.000 con giống, thì lúc đó thì nó sẽ trở thành cái mô không chỉ là cái nuôi gọi là thử nghiệm nữa, bởi vì cái thí nghiệm sẽ là cái này, lần này rồi thì chúng ta nếu mà đã thành công rồi thì chúng ta sẽ không có gì nghi ngờ nữa, thì chúng ta sẽ nhiều hơn, hay hơn 5.000 thì có thể thành hoàng hóa được rồi đấy các bác ạ, thì đáp ứng được mà. Một vụ nữa thì mới đến mùa đông nha các bác nhé, thì Phúc sẽ
cùng em rào và quý đất ở đây quý vị và các bạn, các bác có thể thấy ra đây. Lúc cho quý vị các bạn nhìn thấy là nuôi như thế thì quý đất ở đây còn rất là rộng, thoải mái, làm 2-3 tầng. Các ý tưởng ban đầu thì bảo là sẽ làm một cái ao nhỏ ở dưới này đấy, nước thải ra đây này, thì sẽ cho mấy con ngan ở đây, nhưng mà chắc chắn là sẽ mấy hôm nữa thì cũng sẽ lấy cá lên trước đã, đá cho nó ăn đã. Đấy, ở đây thì cái độ dốc nó cũng không quá là lớn này, nếu mà làm tầm khoảng 5-6 chuồng ở đây nữa thì hoàn toàn có thể nha các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy rõ hơn bởi vì là đây, nó không sợ lắm đâu. Con thì nó sợ, nhưng mà Phúc sẽ quay nhiều lần như thế thì nó sẽ không sợ nữa này. Nhìn lưng nó đen xì. Ở đây các bác, nó dài ra nhá, cần dài tít mù luôn. Để cho các bác xem quả nó như nào. Phúc rất là vui, là lên là nhìn thấy như thế là vui hẳn luôn. Đó. Tập luôn. Cho nó vận động một tí ăn ác. Nhiều người cứ lo là nó sẽ bay ra thoát ra bên ngoài, nhưng thực ra là không thoát được đâu. Cái bản nó rất là trơn. Luôn. Tình hình này chắc là nếu không có gì thay đổi thì cổ sẽ tầm khoảng một tháng nữa thì chúng ta nhìn thấy khác ngay, đen xì hết cả cái chuồng này luôn. Đấy. Quá cảm thấy đấy. Rất là tuyệt vời. Phúc sẽ cầm cái sẹt cất. Mất hỏng hết đấy. Đi đâu? Điên đi đâu? Đi hả? Đi rất thật đi ạ. Đúng là không có gì là nói dối được trẻ con được. Trẻ con sẽ rất là thật thà. Này, cất cái xẻng này đi. Cái xẻng này cất đi, hỏng hết rồi, không để ai là chỗ này tốt như thế, trồng rau là tốt đấy nhỉ. Đấy, một cây mà nó tốt như thế, làm 1-2 luống đi, trồng cái loại rau này trước tiên nó đủ cho mình nhà mình ăn đã. Ở đây anh thấy rau ngót rất là nhiều, cái rau ngót ấy, trồng rau ngót nhiều tí, rau ngót tốt mà. Đấy. Cắt móng tay bằng kéo nhé. Cái em, ếch lớn nhanh nhỉ? Đấy. Em không được vào xem, em còn không thấy. To rồi mà. Đấy, nuôi tốt như thế còn gì nữa. Đấy, thì Ly cũng biết cho ăn rồi.
Hình như nghe thấy mà là con to nốt con bé. Con to nốt con bé á? Ừ. Ô thế à? Ừ. Chắc nó ít thôi đúng không? Thế là không cho nó ăn đều đúng không? Cho mà có đều, cho đều mà. À, thế nhưng mà nó nốt à? Con to nốt con bé. À, thế là nó ăn thịt nhau. Ờ. Kiểu nó to không đều ấy. Ừ. Xong lát nữa cất cái xẻng này đi nhá, không là đến hôm tới là không có cái làm đâu. Hôm tới sẽ làm 5.000 con, nhiều như thế còn gì nữa. Trước mang về kia là bao nhiêu nhỉ? 640 con. 640 à? À, bây giờ vẫn còn đông đây. Nó có đi đâu đâu, chắc bây giờ vẫn còn 600 con. Chắc tầm đấy, nhiều lắm. Đấy, thì nuôi thì em vẫn cho ăn được mà. Không phải khó khăn mấy đâu mà. Cám hết chưa? Chưa, còn nhiều lắm. À đâu xem nào, anh xem cám nào. Kìa. Rồi cứ ấy đi. Ăn cơm ít nữa. À thế à? Chắc ăn kẹo nhiều đúng không? Liên này chỉ cần ốm một tí là bắt đầu nhìn khác hẳn luôn. Ừ, gầy. Đấy rồi, lại còn bắn sung nữa. Lấy đi bắn gà đúng không? Ăn nào. Để bác xem nào, ăn đi. Dạ. Hả? Chua đấy. Đấy. Ăn đi, ăn đi. Không. Này, chấm 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 chấm. Bóc vỏ ra. Cá một phát ra chua. Dẻo quá, dẻo quá. Này, ăn đi, ăn đi. Một phát ra. Bé thế này. Nó to đó. Bứt đi à? Chua. Chua quá, không ngọt như kẹo nhỉ. Ôi dồi, lại đi rửa vào quần áo. Quần dưới mưa. Chua quá. Ăn một quả đi, bạn ăn một quả đi. Ăn một quả. Các bác xem em Giàu sẽ trổ tài bằng cách là không đi gậy nha các bác nhé. Đấy, lâu lắm rồi chúng ta phải nói là rất là mong là một ngày nào đó thì em sẽ tự mang cám xuống để cho ếch có thể ăn được. Đấy, các đấy. Tuyệt vời rồi đấy. Thì có vẻ rất là dễ hơn rồi đúng không? Tật nhiều bây giờ thấy đi dễ hơn rồi đấy. Đấy các bác xem khổ luôn rồi. Em Giàu đã đây, tay còn vẫn cầm được súng cao su nhé, không cần phải bao úp víu hay là nóng quá nóng người đấy. Ừ, tối nay chắc chắn mưa to là phải trông ếch cẩn thận nhá. Ai ra? Thôi ra uống xong mà. Lại uống tiếp. Không sao. Uống thay cơm. Tụi bé rồi. Ừ. Giờ cho nó một cốc nữa cũng được, kệ. Hết thì lại khỏi ốm rồi. Giờ khỏi ốm rồi. Chẳng có ngủ nhiều còn ốm hơn đấy. Đúng rồi, cứ phải đi chơi nhưng mà đừng cho tắm nước nữa. Vâng. Rất làm rất tốt nha nhỉ. Đấy, biết làm đấy. Tự làm được thế này là tốt rồi đây đấy. Pha nước nóng mà, nước nóng đâu? Uống không á? Pha nước. À, phải pha nước chứ.
mỗi người một cốc. Cái lọ kia là để lại làm bơ ấy, ống bơ ấy đúng không? Rồi hết nhá. Có mỏi không em? Đứng thế có mỏi chân không? Mỏi bên này. À mỏi bên kia thôi, thì bên này không mỏi đâu gì. Không. Làm vòng nó xem, làm vòng sang bên kia xem nào. Giờ phải không làm gì cũng phải đi. Đó. Tốt đấy. Chúng nó ít ít rồi nha. Chúng nó nhiều là không ngon đâu. Rồi, thuốc cũng đã hết rồi, cái thuốc bóp cũng đã hết rồi. Đấy, tay nhất bây giờ còn tay còn cầm súng cao su có cần quá lo đâu nhỉ. Trước thì tay cứ run, cứ nhìn thấy cái cột là định bấu luôn này, víu vào luôn, nhưng bây giờ không cần rồi. Cái chỗ lên cái dốc bên kia nếu mà bây giờ không cần gậy có lên được không? Đó là chưa nổi. Chưa nổi đâu nhỉ? Vâng. Cho nó quen quen đã. Ôi dồi ôi, xem nào. Con đi đâu? Được chưa? Yeah. Đâu? Đi thèm có bố đi mua về. Bố mua à? Mua cho à? Xong là uống cái này nhiều ngọt là không ăn cơm đúng không? Ăn chứ. Nó còn thích cái này bố mua về, nó còn thích. Nhìn đây. Đâu, pha đi. Có nước nóng không? Nước không ấm rồi. Thế đi đun lại đi. Cho nó ấm nha, không cần à. Cái này vẫn được mà. Đó, quấy lên. Rồi, rồi. Đấy, bạc như thế không à? Cho mẹ uống đi, uống đi, uống đi. Thế em không có à? Em chưa có à? Có rồi. Đâu? Sao lại úp ngược nó lên thế này? Thế xanh là úp nhiều thế. Thế thôi. Là ít thôi. Lý là nhẹ. Nè, rơi đây rồi. Dạ. Hô. Đấy, cái điều đâu? Rồi, tiếp tục. Cho nước đi. Nước đồng, nước đồng. Thế nào? Không cho xem. Được ít hơn rồi còn. Uống bát xem nào. Ôi à, cẩn thận nhá. Đứt lưỡi nhá, đâu. Đây à? Là đây này, còn vẫn còn này. Liếm lại thế nào? Làm lại xem nào. Nhâm 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 nhâm. Anh nhìn cái gì mà sao? Ừ, đấy. Uống tiếp. Uống tiếp đi. Thế đấy. Ừ, cắt đi. Rồi, vậy chị đi rất là cẩn thận, cắt đi. Nè. Trời ơi. Được, cất đi. Thế là lọ này được một ngày không? Hai ngày à? Vừa mới ốm thì mua thôi chứ đúng không? Vừa mới sáng nay mua. Sáng nay mua? Đã thủng rồi. Ôi rồi, bụng bị sao?
Ồ, bị ốm, bị ốm, bị ốm. Ừ. Nè, lần bác bảo nha, không được đi tắm nước nó đâu nha. Nó tắm tận đâu hả em? Tắm suối à? Tắm dưới suối gì à? Không đi tắm suối nữa nha. Rồi. Chào. Đây cái ao mà cá khá đấy, bởi vì là thiết kế lợn ở dưới ở trên để trên ao à? Xem này. Đấy. Hai con lợn bé tí. Đây này. Chưa thấy chưa? Lợn bé. Ừ. Đây nữa này. Đâu? Đâu? Đây. Nhè, đây có ba con to, bốn con to. Năm con. Năm con to. 1 2 3. 1 2 3. Ô, Liên học đếm đếm lại đi, bao nhiêu con? Đếm lại xem nào. 1 2 3 4. Lại 1 2 3 4. Thế đi đâu một con ở trong này? Một con đâu? Chưa. Có chứ mình nhỉ. Bao nhiêu con? Cha quá nhìn được. Bao nhiêu con? Liên đếm được bao nhiêu con? 10. Hả? Bao nhiêu? 4 à? Đúng rồi, 4 con. Hai con đây nữa. Bác biết đánh xuống mẹ không? Không, chúng đấy sợ lắm. Anh cũng bắn được. Nào ra đi, bác khóa cửa này, đi. Ra đi. Đấy đấy, cái món nó này. Đây, nó thở thở này. Nó muốn gì? Đấy, đấy, đấy. Nó muốn gì bác ấy? Đấy. Sao? Đấy, bắn kẹo á, ăn kẹo nhiều ốm nhỉ? Không ăn cơm được gầy à? Ăn đuối. Nào đi xem, hai chị em xuống xem đấy đi. Xuống xem ếch đi. Nào, Liên xuống xem ếch chưa? Nào, dẫn bác xuống xem ếch nào. Đó. Đi. Xem anh, xem anh. Đi. Đấy, lúc nãy chị Liên cho ăn rồi. Đến lúc bố có cho ăn không? Liên cho ăn lần nào chưa? Hôm qua bác đi lâu lâu. Thế á? Đi lâu lâu như thế này. Nuôi ếch có dễ không? Có. Có á? Bố cho nó ăn. Được. Liên thích nuôi ếch thế không? Có. Ếch có đáng yêu không? Có. Có á? Đấy, cẩn thận nha, ngã nha. Đấy, như vậy là giàng đã làm bậc xuống rất dễ đi lại thôi. Mà sao không đi dép mà lại đi chân đất này? Đi dép thì mất. Mất à? Ừ. Ồ, đấy, em Liên em rất là... Từ hôm qua mình nhá ở đây ấy. Ờ, đây, xem đây. Được chưa? Hôm qua mình nhá ở đây. Nhá ở đây chết nhà ông ơi. Nhà, đúng, con này to nhờ. Đúng rồi, bố cho nó ăn nó lớn mà. Rồi. Đen xì xin luôn này. Đừng nghịch nó, đừng nghịch nó. Đừng nghịch nó. Nghịch nó là nó... Nó chạy đấy. Xịt nước nó à? Xịt nước cho nó tắm. Tắm nó ngồi bên kia đen xì xì rồi. Đấy. Thích không? Đó. Thích nhờ. Thích nuôi anh. Con này to quá nhỉ. Quá. Ai bảo Liên thì quá, ếch chạy hết rồi.
đấy. Ếch to này nè. Sáu trăm con nha các bạn. Bây giờ chắc chắn trong này vẫn còn khoảng 400 con. À 600 con. Nhiều con quá là nhiều. Nhà bố vừa trả. Nhiều con nhiều lắm. Nhiều bác mua về. Bác còn chưa mang chả này được. Quên. Đúng rồi. Bác còn quên hết rồi. Quên rồi nhờ. Về phải mua. Ừ. Về không mua. Hôm mai bác mang lên nhá. Chỉ là xin nó đi hết rồi. Ồ, con to kìa. To nhanh nhỉ. Bố cho nó ăn mà. Bố cho nó ăn nhiều nhiều thằng một đống mà. Bố phát là bố nhà như thế là. Hôm qua bố ngã nó ăn. Đây nó ăn rồi này. Đâu? Đây, ăn đâu? Nó ăn đây. Đây nó ăn được nhiều không bao nhiêu. Bố về bố đánh ấy. Bố mắng nó đấy. Bố chỉ thương con thôi mà. Bố chỉ thương thôi bố. Thương có lúc nào có cho roi không? Có cho roi lần nào chưa? Hôm nay thì Phúc lên đã thấy cái ếch thì phải nói là rất to rồi. Rất là phấn khởi. Tới đây thì video clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Phúc Bang. Nào, cất vào đã, khóa vào đã, khóa vào đã. Khóa lại không là lăn nữa. Ngan vào đấy ăn thì có mà. Sạch nó luôn chạy ra đi. Nó nhập sạch luôn. Nó chạy ra đây hết. Vui. Hôm nay Phúc lên thì thấy ếch quém ràng vài ngày qua cũng không thể lên được, nhưng mà tuy nhiên thì đã lớn nhanh như thôi, phải nói như vậy, rất là phấn khởi. Tới đây thì video clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Phúc Bang. Đấy, nhà bác ở Hà Giang đi. Nhớ trông thật cẩn thận cho bố nữa nhá. Không cho ngan hay là gà vào được nhá. Thôi nó ăn hết đấy. Ăn hết thì đuổi đi.